Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Những điều ít ai biết về người vợ cũ của ông Dũng Lò Vôi. Ông Dũng Lò Vôi từng có một cuộc hôn nhân viên mãn với người vợ hơn mình 6 tuổi trước khi bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện. Những ồn ào với ông Võ Hoàng Yên và các nghệ sĩ Việt trong thời gian gần đây đã khiến người ta chú ý nhiều hơn về đời tư của hai nhân vật này. Được biết, cả bà Hằng và ông Dũng Đề đã trải qua đổ vỡ trong hôn nhân trước khi đến với nhau. Ông Huỳnh Uy Dũng từng kết hôn với người vợ hơn mình 6 tuổi với gia thế khủng. Đó là bà Trần Thị Tuyết. Sau kết hôn, bố mẹ bà Tuyết cho hai người 3,5 chỉ vàng và tạo công ăn việc làm cho con rể. Giữa họ có 3 người con chung, dần dần ông Dũng trở thành đại gia có tiếng. Tuy nhiên, cả hai đã không thể giữ được mối quan hệ hôn nhân, đã chủ động phân chia tài sản và không còn liên quan gì với nhau. Vợ cũ của ông Dũng Lò Vôi cũng được giữ bí mật về hình ảnh và chuyện đời tư. Năm 2010, ông Dũng Lò Vôi tái hôn cùng người vợ hiện tại, cùng xây dựng nên một đại nam nổi tiếng như bây giờ. Ông Dũng luôn tự hào vì đã tìm được một người vợ thông minh và bản lĩnh, cùng ông vượt qua những khó khăn nhất của cuộc đời. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.